Chương 1, cấu tạo nguyên tử. Bài 1 này, cấu tạo nguyên tử. Được chưa? Mọi người nhìn hình vẽ luôn này. Có thể tự vẽ vào trong này luôn. Đây là lớp vỏ. Đây là hạt nhân. Đây là proton này. Đây là neutron này. Được chưa? Vẽ hình luôn rồi đi em. Chưa? Vẽ nhanh. Chủ yếu ta học bằng tờ lý thuyết thôi, không phải ghi vở mấy đâu. Thằng nào lên trên lớp giáo viện cho bọn em ghi chi tiết lý thuyết rồi tự dưng ở nhà mình ghi thì thành ra nó thừa quá. Trong đó ta chỉ cần ghi những cái quan trọng thôi. Không nhìn được à? Có kính thì không đeo. Không thích đeo rồi đến lúc cận nặng thì được kêu. Hạt nhân. Giải thích nhá. Nguyên tử được cấu tạo gồm hai phần. Phần thứ nhất là lớp vỏ. Lớp vỏ là các electron bay xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình elip. Bổ sung thêm một cái chỗ này. Quỹ đạo elip. Lớp vỏ là các electron bay xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình elip. Hình học lớp 10 mình sẽ học elip học kỳ 2. Hạt nhân gồm proton và neutron. Trong đó proton mang điện tích dương, neutron không mang điện. Và ở điều kiện bình thường thì nguyên tử trung hòa về điện. Do đó là gì? Ta sẽ có số proton thì bằng số electron. Được chưa? Số proton thì bằng số electron, trung hòa về điện mà. Thì điện tích dương ở điện tích âm bằng nhau. Được chưa? Đấy. Ở giữa hạt nhân với lớp vỏ là khoảng trống. Đi thêm vào. Ở giữa hạt nhân và lớp vỏ là khoảng trống. Ở giữa hạt nhân và lớp vỏ là khoảng trống. Chính vậy mà người ta mới hay bảo là nguyên tử có cấu tạo rỗng. Ở giữa hạt nhân và lớp vỏ có cấu tạo rỗng. Hạt nhân và lớp vỏ có cấu tạo rỗng. Như vậy, ví dụ người ta phóng to nguyên tử vàng lên 1 tỷ lần thì cái bề mặt lớp vỏ của nó thì giống như cái bề mặt quả bóng rổ. Nhưng mà cái hạt nhân nó chỉ bằng một hạt cát là một tâm thôi. Như em thấy rằng giữa một hạt cát cái quả bóng rổ của em đường kính phải tầm 30 như này đúng không? Đấy, thì cái hạt nhân nó chỉ là một hạt cát ở giữa thôi. Như vậy là từ cái hạt cát đến cái bề mặt quả bóng rổ đấy cả một khoảng không rất là rộng. Được chưa? Tuy nhiên, mặc dù cái hình dạng của nó rất là to như này, nhưng khối lượng của nguyên tử lại tập trung chủ yếu hạt nhân. Ai còn nhớ được lý thuyết tại sao khối lượng tập trung chủ yếu hạt nhân? Tại sao khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu hạt nhân? Tại sao? Chuyên hóa. Trả lời to rõ ràng ra. Phượng. Ok, trả lời rồi mà hả? Lại cười. Nam Hải. Vì sao? Khối lượng hạt nhân bằng gì? M nguyên tử thì bằng M proton cộng M neutron cộng M electron đúng không? Mà khối lượng này thì rất nhỏ. Nên suy ra khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng hạt nhân bằng M proton cộng M neutron thôi. Ký hiệu như kia gọi là rất nhỏ. Trong toán học ký hiệu hai mình tên đấy là rất nhỏ nhé. Hai cái dấu nhỏ hơn đấy. Tại sao khối lượng electron lại rất nhỏ? Ai nhớ được? M nguyên tử thì bằng M proton cộng M neutron cộng M electron. Mà vì khối lượng electron rất nhỏ nên ta chỉ còn M nguyên tử xấp xỉ bằng MP cộng MN. Mà MP MN chính là M hạt nhân đúng không? Như vậy người ta coi khối lượng nguyên tử thì chính là khối lượng của hạt nhân. Vấn đề là tại sao khối lượng E lại rất nhỏ? Ai giải thích được? Chính. Học rồi này, thế hai cái tuần vừa rồi mới đi à? Võ Minh Huyền. Bảo Cun. Hả? Không phải việc của mình à? Khối lượng proton là bao nhiêu?
Điện tích của proton, à điện tích của electron, QE bằng âm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb đúng không? Còn khối lượng của E bằng 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 kg. Đúng chưa? Thế bây giờ ta xem cái M proton này. MP thì bằng MN và bằng 1,67 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Em thấy giữa cái trừ 27 và cái trừ 31 này chênh nhau bao nhiêu lần? Trừ 27 và trừ 31 chênh nhau bao nhiêu lần? 4 lần nữa. Bao nhiêu? 10.000 lần. 4 số 0 mà đúng không? Gấp 10.000 lần lên khối lượng electron rất nhỏ. Vì đây số âm mà đúng không? Người ta bỏ qua cái số electron này và coi khối lượng nguyên tử chỉ là khối lượng proton và electron thôi. Được chưa? Cái này không phải ghi vì ở dưới có rồi. Trong máy tính của em cũng có nhá. Những ai dùng cái máy Casio ấy, ứng lắp cái máy tính có các cái ký hiệu này nhá. Trừ máy mới nó bỏ nó không ghi. Mình không thuộc được. Được chưa? Đấy. Như vậy là do cái này lớn gấp 10.000 lần khối lượng electron nên người ta bỏ qua khối lượng electron. Còn điện tích của proton QP thì vẫn bằng dương 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Điện tích của neutron thì bằng 0 vì neutron không mang điện. Được chưa? Nhớ nhá. Tiếp tục này. Tiếp tục. Khi nào thì nguyên tử mang điện tích dương và khi nào mang điện tích âm? Khi nào nguyên tử mang điện tích dương, khi nào mang điện tích âm? Khẳng định đi. Sai. Khi nguyên tử nhận thêm electron thì nó thừa electron đúng không? Thì nó mang điện tích âm. Và khi mất đi electron thì nó mang điện tích dương đúng không? Và khẳng định với nhau là không bao giờ mất đi proton nhá. Có nghĩa là nó không để nhận điện tích dương, cũng không để mất đi điện tích dương, mà chỉ có thể nhận hoặc mất đi electron thôi. Được chưa? Xuống dòng ghi đi. Cứ tìm chỗ trống mà ghi thôi. Khi nguyên tử nhận thêm electron. Khi nguyên tử cái tắt NT đi. Khi nguyên tử nhận thêm electron, nó mang điện tích âm. Nguyên tử nhận thêm E, suy ra mang điện âm. Nguyên tử mất đi E, suy ra mang điện dương. Nguyên tử mất đi E, suy ra mang điện dương. Mất đi E, suy ra mang điện dương. Được chưa? Xuống dòng. Nguyên tử không nhận, cũng không mất proton. Nguyên tử không nhận, cũng không mất proton. Không nhận, cũng không mất proton. Được chưa? Tiếp tục khối lượng nguyên tử. Lấy bút tô này vào là được. 1U thì bằng 1/12 MC. Bút nhớ dòng đâu, cứ thế mà tô vào. 1U thì bằng 1/12 MC. Có nghĩa rằng người ta quy ước là một đơn vị U thì lấy khối lượng carbon 12 chia 12 lần lên. Được chưa? Cái này cho ghi rồi, mỗi nguyên tử đây xấp xỉ bằng 10 hạt nhân. Được chưa? Bằng A nhân U. Khoanh nốt cái này cũng được, em khoanh cái dòng này đi cũng được. Quan trọng cái AU này. Khối lượng nguyên tử La Chi bao nhiêu? 23. Vì nó xấp xỉ bằng cái A nhân U, mà A là cái số khối hay là M lớn của nó mà. Được chưa? La Chi là 23, Kali là 39 chẳng hạn. Được chưa? Chi 3 64 56 32 12 14 16 1 27 24 137 52. Được chưa? Ít nhất là 2 tuần vừa rồi được mỗi cái đấy vào đầu đã. Nó hơn nhau chỗ đấy thôi. Vì sao? Bọn em học công thức tính mon mà. Mấy đồng chí mới học N bằng M nhỏ trên M lớn đúng không? Em không thuộc M lớn em tính mon làm sao được. Đúng chưa? Chỉ yêu cầu học thuộc mỗi cái đấy là quan trọng nhất. Nhìn mặt nên lại nghi rồi đấy. Được chưa? Tiếp tục này. Toàn bộ cái phần 4 này nó liên quan đến bán kính của nguyên tử, thể tích lỗ rỗng vân vân. Trong đó có công thức thể tích hình cầu,
là V bằng 4 phần 3 PR mũ 3. Phần này mọi năm chỉ có Kim Liên có bài tập. Chỉ có Kim Liên có bài tập về phần này. Tất cả trường khác không có. Đúng rồi. Thế có phải nguyên tử có dạng hình cầu không? Mà đã là hình cầu thì phải có bán kính đúng không? Nó sẽ bắt em tính khối lượng riêng của hạt nhân. Thế thì khối lượng hạt nhân em có chưa? Khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng AU đúng không? Em có khối lượng riêng rồi, à có khối lượng hạt nhân rồi. Em chia cho thể tích của hạt nhân thì ra khối lượng riêng chưa? Mà thể tích hạt nhân là coi là một hình cầu mà, thì em phải tính được thể tích hình cầu chứ. Từ đấy mới là tính được khối lượng riêng này này. Hiểu không? Nhưng mà chỉ yêu cầu đồng chí Kim Liên thôi. Các bạn khác thì đọc tham khảo. Được chưa? Ngọc Hồ không có thi đâu. Ok nhá, nhiệm vụ bạn Hà nhá. Tự đọc. Tự đọc thôi, mình bạn Hà thi thì tự bạn Hà đọc. Sang bài tập. Không, chỉ có trường em thôi nên yên tâm. Cái sơ đồ này là phần tóm tắt của những cái ta vừa đọc nhá, thì mọi người có thể tham khảo thêm. Có rất nhiều giáo viên lên trên lớp sẽ bắt bọn em vẽ lại sơ đồ mind map để tóm tắt bài học đấy. Bê nguyên vào vậy. Được chưa? Nếu mà có vẽ lại xong lộp giáo viên nhớ bảo là sao nguyên bản chính nhá. Nào, sang trang 7. Đây là cái sơ đồ tóm tắt này. Nghe đi đã ở dưới mình. Nguyên tử gồm lớp vỏ và hạt nhân. Hạt nhân do cái gì? Proton và neutron tạo ra. Câu này học sinh rất hay bị sai đây. Người ta hỏi nguyên tử được tạo bởi các hạt gì? Ba loại hạt. Có một câu khác lại hỏi hạt nhân được tạo bởi các hạt gì? Proton và neutron. Nhưng bọn em cứ thành thói quen ấy, cứ hỏi phát là bọn em nghĩ ngay đến ba loại hạt là PNE. Thành ra bọn em không đọc kỹ là bị sai. Được chưa? Nguyên tử thì là ba hạt E, P, N. Còn hạt nhân chỉ P và N thôi. Được chưa? Đấy nhá. Câu này nó dễ nhưng mà vì bọn em đọc đề hay bị sót, thành thói quen rồi mà. Đấy. Nhớ nhá. Tiếp tục là bắt đầu bài 1. Nêu thành phần cấu tạo nguyên tử, so sánh điện tích và khối lượng của PNE. Cái này chính là vừa đây ở trên này luôn đi. Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân và lớp vỏ. Lớp vỏ là E, khối lượng, điện tích. Hạt nhân gồm proton, neutron, khối lượng, điện tích. Có sẵn rồi. Được chưa? Như vậy câu này chính là cái ở trên này lấy xuống để bọn em tự viết lại cho nhớ. Được chưa? Tiếp nhá. Bài 2 này. Hãy tính khối lượng nguyên tử của các nguyên tử sau. M carbon cho bằng gì? M nguyên tử bằng gì? MP cộng MN cộng ME đúng không? Thế M proton ở đây có mấy proton? 6 proton đúng không? 6 nhân với khối lượng proton là bao nhiêu? Khối lượng proton là bao nhiêu? 1,67 nhân 10 mũ trừ 27 cộng với 6 lần khối lượng neutron cũng là 1,67 nhân 10 mũ trừ 27 cộng với khối lượng E là 6 nhân với 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 bằng. Tự bấm máy. Có hiểu cách tính không? Sao cái bàn 1 này không thấy ai có máy tính dơ ra nhỉ? Tính tay à? Quên à? Quên thì thôi dựng cột lên nhận. Quên thì dựng cột ra. Hay cho ba đứa này lên bảng nhân bây giờ ấy. Máy tính đâu lấy hết ra đi. Đạt. Ok. Có lại cất cặp không? Để làm đầy ông bấm rốt cho mà coi này. Khẳng định luôn đầy ông bấm rốt. Chín phẩy một nhân mười mũ trừ 31. Nào bắt đầu xem chị Hà chị dò bàn phím. Bấm chưa? Ok. Hà kia. Máy của ai? Máy của Hà. Sang chảnh ấy. Của anh Quân thừa kế lại à? Anh Quân phải mượn em. Hôm nào ta đổi phím hai máy tính không Huyền? Dạ. Xanh đen đổi cho nhau. Ô kìa đẹp đấy. Không hỏi anh Quân rồi xem. Đổ một lửa phím tem sang lửa phím xanh. Đẹp mà. Bao nhiêu? Đạt bấm chưa? Hình như học sinh cô Trang có thú vui tao nhã là nhận tay hay sao nhỉ?
Sao không nhân được? Học phép nhân phải chia được gì? Đọc hộ cái đáp án đấy. 1.9 × 10√6 á? Nghe hơi lớn nhỉ? Nó đang toàn trừ 27 mà lên được nhân trừ 6 chắc chắn sai luôn. 27 ít nhất cũng được. Nhưng mà tôi thấy chị bấm lâu thế chắc là rốt rồi. Bấm như là ra đáp số chưa? Gì? 2.0 × 10√26 thì vấn đề là bấm như nào? Quay lên đi. Bọn em có thấy hai thằng này giống hệt nhau không? Bấm một thằng thôi xong nhân đôi lên. Bấm cả ba thằng làm gì? Lại thấy mình ngu rồi. Đúng không? Hai thằng này giống hệt nhau thì bấm một thằng thôi xong bấm nhân 2 phải dễ hơn là bấm cả một loạt phép tính này lại không? Lại cô Trang. Mày cứ đem cô Trang đây. Xong cô Trang lại bảo chúng nó nói điêu đấy. Mệt. Hiểu chưa? Nào dưới ngay đi, chú Tiên được chưa? Tiên, hai con này tự làm nhá. Bọn em biết này, tại sao lại bấm như thế? Bởi vì ta luôn có là gì? Số proton và số electron là bằng nhau này. Câu đạn proton electron bằng nhau. Thế thì em chỉ bấm một lần thôi là 11 nhân với mở ngoặc proton là 1.67 × 10√27, đúng không? Cộng với 9.1 × 10√31, xong cộng với 12 × 1.67. Đừng ghi em 10√27. Đây là cách thứ nhất. Đây là cách thứ nhất. Nhưng cách này nhìn thấy không ngắn hơn chút nào đâu. Vì em bấm hai cái số này thì cái số 11 để bấm nhanh không mà. Người ta phải bấm như này mới nhanh nhỉ. MP cả MN là giống nhau đúng không? Đúng không? Thế thì ta sẽ bấm luôn là 11 cộng 12 này gọi là 23 không? Lấy 23 nhân với 1.67 × 10√27. Em chỉ bấm có một lần 1.67 × 10√27 thôi. Đúng không? Và đấy là hết bài. Bấm E làm gì? Vì sao? Khối lượng E quá nhỏ, bỏ qua mà. Nuôi ta chả có M nguyên tử xấp xỉ M hạt nhân mà đúng không? Lý thuyết vừa ghi rồi. M nguyên tử xấp xỉ M hạt nhân chưa? Bấm E vào nó đáng bao nhiêu đâu vì 10√31 mà. Đa số của em vừa rồi là bao nhiêu? 10√26. Đúng không? Thế em bấm cái trừ 31 và còn chênh nhau 5 số 0 liền thì có tác dụng gì không? Em có lấy chính xác đến 5 số 0 lần sau đâu. Đáp án vừa rồi như của em là 2, mấy? 2.00. Viết 5 số 0 thì có tác dụng gì nữa không? Em lấy luôn là 2.0 chẳng hạn là xong đúng không? Nhân 10√26 luôn. Chính vì vậy mà người ta mới bỏ qua khối lượng electron tới. Đúng chưa? Như vậy làm tất cả bài này rất dễ. Ví dụ con này 27 nhân với 1.67 × 10√27 luôn. Đúng chưa? Chú Phượng hiểu chưa? MP bằng MN mà đúng không? 13 cộng 14 trả 27. Mình hiểu chưa? Ok nhá. Bài 3. Một nguyên tử. Con này có giống con trên không? Tính khối lượng một nguyên tử cho hết 12E, 12P, 12N rồi đúng không? Bỏ qua tự tính. Bài 3B. Một mol nguyên tử magie nặng này. Tính số nguyên tử magie có trong một mol. Số nguyên tử magie có trong một mol bằng bao nhiêu? Số nguyên tử magie có trong một mol bằng bao nhiêu hoặc là tính như thế nào? Sao? Câu B này, người ta bắt tính số nguyên tử magie có trong một mol. Đây là khối lượng của một mol. Người ta bắt tính số nguyên tử. 24 là khối lượng chứ em, có phải số nguyên tử đâu. Ai có ý tưởng không? Giống như kiểu là bao nhiêu proton, bao nhiêu electron ấy. Thì đấy là khối lượng số proton thôi, việc hỏi số nguyên tử magie thôi. Đầu tiên ta đi tính khối lượng của một nguyên tử magie được không? Tính được không? Khối lượng của một nguyên tử magie tính được không? Trinh. Câu A. Khối lượng một nguyên tử magie. Magie có phải có 12E, 12P, 12N không? Em tính khối lượng của một nguyên tử magie có phải giống cái bài trên không? Tính ra khối lượng một nguyên tử rồi đúng không? Lấy khối lượng tổng này chia cho khối lượng của một nguyên tử thì ra số nguyên tử chưa? Đúng không? Như vậy ta có công thức tính gì? Số nguyên tử thì bằng khối lượng chia cho khối lượng của một nguyên tử.
Đúng chưa? Số nguyên tử thì bằng khối lượng tổng chia cho khối lượng của một nguyên tử. Khối lượng của một nguyên tử. Được chưa? Mà khối lượng một nguyên tử thì ta có rồi. M của một nguyên tử thì bằng gì? 12 nhân MP cộng 12 nhân MN cộng 12 nhân ME. Đây ta viết công thức, từ ở đâu thay số bọn em tự thay được. Đúng không? Mà nếu ai tính nhanh nữa thì sao? Lấy 12 cộng 12 là 24. Lấy 24 nhân với 1,67 nhân 10 trừ 27 thôi, đúng không? Khối lượng E quá bé bỏ qua mà. Đúng chưa? Hiểu chưa? Chú Tú. Phương hiểu không? Nào mấy đồng chí ở dưới hiểu không? Ngơ ngơ. Lật sau bảng tuần hoàn ra đây. Tìm công thức số 7. Lật sau bảng tuần hoàn tìm công thức số 7. Nhìn thấy công thức số 7 chưa? Đọc công thức lên. Số nguyên tử bằng số mol bằng số nguyên tử chia cho gì? Na đúng không? Thế suy ra số nguyên tử bằng gì? Suy ra số nguyên tử bằng gì? Bằng số mol nhân Na đúng không? Na bằng bao nhiêu? Nhìn mấy dòng dưới ý. Na bằng 6,022 nhân 10 mũ 23. Hết bài. Vì mol người ta cho 1 mol. Người ta cho 1 mol mà đúng không? 1 nhân gì chả bằng chính nó. Như vậy định luật Avogadro là gì? 1 mol bất kể khí gì thì đều chứa 6,022 nhân 10 mũ 23 nguyên tử. Khí nào cũng thế mà thôi. Được chưa? Chất nào cũng vậy. Thì thay đổi bài khác nhé. Đó giả là gì? 1 mol nguyên tử canxi có bao nhiêu nguyên tử? 6,022 nhân 10 mũ 23 luôn. Hiểu không? Một mol bất kể khí nào hay bất kể chất nào cũng chứa từng đấy nguyên tử mà. Được chưa? Đấy là cái nội dung của định luật Avogadro. Hiểu chưa? Đấy, chứ không cứ hùng hục tính nhá. Đây, ai thích hùng hục tính thì có công thức đây rồi. Đúng không? Tính khối lượng một nguyên tử theo bài 2A. Lấy khối lượng 24,305 chia cho khối lượng của một nguyên tử thì ra số nguyên tử chưa? Giống như kiểu em có 100.000 trong túi, nhưng mà tất cả tiền của em chỉ là mệnh giá 10.000 thôi đúng không? Em lấy 100.000 chia 10.000 ra số tờ tiền của em có không? Đúng không? Mặt bất cứ ngơ 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 này. Hóa học không thuộc về em. Sang trang. Tính khối lượng của 2,5 nhân 10 mũ 24 nguyên tử là chi? Người ta cho gì đây? Đây là cho số nguyên tử đúng không? Được chưa? Như vậy ta có khối lượng thì bằng gì? M nhỏ bằng mol nhân M lớn đúng không? M nhỏ thì bằng mol nhân M lớn chưa? Công thức nhá. Mol này bằng gì? Số nguyên tử chia cho gì ở trên? Chia cho Na đúng không? Nhân với M lớn bằng 2,5 nhân 10 mũ 24 chia cho 6,022 nhân 10 mũ 23. Rồi nhân với khối lượng của La Chi là 23. Bấm máy phát xong chưa? Công thức số 7 đấy. Ở sau bảng tuần hoàn của em ý, công thức số 7. Na là gì? Công thức số 7 có. Được chưa? Bấm máy đi. Công thức số 7. Chú Tâm cả bảo được chưa? Chú Minh cả bảo. Tú. Có hiểu không? Em hiểu không? Máy tính đâu? Bấm máy đi. Em nhìn thấy công thức số 7 chưa? Mặt sau bảng tuần hoàn. Đấy, em tìm công thức số 7 đi. Số 7 là đánh dấu ở phía sau ấy. Đấy. Mol thì bằng số nguyên tử trên Na chưa? Na giải thích ở bên dưới, cách đấy 2-3 dòng ấy. Chú Kiên hiểu chưa? Máy tính đâu? Từ cấp 2 đến cấp 3 cái học vẫn kiểu đọc chép, nhắc viết bài máy tính đi. Thế sao phải tự giác chứ? Chú Minh cả Hải được chưa? Ok nhá.
Ai nhanh tay thì bấm con dưới đi, còn không thì anh chỉ chữa một câu thôi, còn đây cho mọi người tự làm mà. Ra bao nhiêu nào? 95,48 à? 95,48. Đáp án ta đang này là 95,47 này, nó sấp xỉ mà. Được chưa? Nào hai đồng chí này hiểu chưa? Chắc nha. Hiểu thật không đấy? Chú Hải hiểu không? Quyền, Quỳnh. Tiếp này. Những cái bài nào mà không cách dòng như này thì thường khuyến khích bọn em làm. Được chưa? Một, có hai lý do. Một là giống các bài trên. Hai là thường nó ít thi. Được chưa? Đấy. Nên thầy sẽ không để cách. Mọi người thường chủ yếu sẽ tập trung vào cái bài như này. Ví dụ như bài này chẳng hạn nhé, ta nhìn bài 7 đi, không cách nhé. 1 kg sắt có bao nhiêu gram electron? Nó cho khối lượng. Thế từ 1 kg sắt có phải em tính được mol của sắt không? Mọi người nhìn trước đi. N bằng m nhỏ trên 56 đúng không? Đúng chưa? M lớn là 56 mà. Biết mol rồi, mà 1 mol có bao nhiêu nguyên tử? 6,022 nhân 10 mũ 23 ấy, cái công thức số 7 ấy, đây này. Số nguyên tử sẽ bằng Na nhân mol mà. Được chưa? Hiểu không? Thế từ đây ta lấy cái mol này nhá, ta nhân ra thì số nguyên tử sẽ bằng mol nhân với Na. Thế biết số nguyên tử rồi mà sắt là có bao nhiêu proton hoặc ô bao nhiêu, mọi người mở bảng tuần hoàn ra sẽ xem được sắt ô bao nhiêu thì nhân với số thứ tự ô đấy thì sẽ ra số nguyên tử electron. Được chưa? Đấy. Ý nhá. Bây giờ bài 6. Cho khối lượng kali, hãy tính nguyên tử khối. Nguyên tử khối là ký hiệu là cái gì? Nguyên tử khối ký hiệu là gì? M lớn, chính xác. Bắt tìm M lớn đúng không? Làm cách nào để tìm ra M lớn? Làm cách nào để tìm ra M lớn? Khối lượng của nguyên tử kali là đây. Hãy tính nguyên tử khối của kali. Công thức là gì? Mọi người chưa thuộc, mở ra đi. Mở trang đầu này, mọi người nhìn thấy công thức nội ta đánh dấu đấy. M nguyên tử thì bằng A nhân U. M nguyên tử bằng A nhân U. Được chưa? Thế U bằng cái gì? Mọi người xem U bằng gì? Đây có phải khối lượng của một U không? Một U thì bằng MC trên 12. Đây chính là khối lượng một U này. Được chưa? Thế bây giờ ta chỉ việc lấy M nguyên tử chia cho U thì ra được nguyên tử khối không? Được chưa? Công thức đấy, chép lại sang bên này đi. Em vẫn chưa thuộc công thức đâu. Ta có M nguyên tử bằng A chính là M lớn nhất, thì ta để luôn M lớn nhất nhân U. Thì suy ra M lớn sẽ bằng M nguyên tử trên U bằng 6476 nhân 10 mũ trừ 26 chia cho 1,66 nhân 10 mũ trừ 27. Được chưa? Bấm máy đi. 6476 nhân 10 mũ trừ 26 chia cho 1,66 nhân 10 mũ trừ 27 bằng 6476 nhân 10 mũ trừ 27 bằng bao nhiêu? Hình như cái số kali này cho đang sai sao? Sao bao nhiêu? 6476 chia cho 16,6. Số 6476 đang nghi bị cho sai đấy. Ừ, cái số 6476 đang nghi bị cho sai mà thôi, em cứ bấm đi. 6476 chia 16,6 bằng mấy? Ừ đấy. Nghi nó bị sai. Sao lại 39.000 được em? 6476 chia 16,6 em bấm đi. Em bấm mỗi 6476 chia 16,6 thôi, bấm đi cho nào. Sáu bốn bảy sáu chia cho 16,6. Khổ thế, đọc được cứ chia như thế đi. 3.900 bao nhiêu đấy đúng không?
Nếu tính đúng ra nó phải ra 39. Tính đúng nó phải ra 39. Đi. Đâu đơn vị nào? À ừ, đúng rồi, quên chưa đổi đơn vị kg. Còn tại sao bấm 16,6 mọi người để ý này. Cái mũ trừ 26 và trừ 27 ta rút gọn bớt đi mà, ta bấm làm gì cho mất thì giờ. Đúng không? Nhưng mà ta quên chưa đổi đơn vị chỗ này, nên nó sẽ ra 39. Vì sao? Đơn vị này đang là kg. Em phải đổi sang đơn vị gam nữa. Nghe không? Từ kg sang gam là nhân thêm bao nhiêu? 1000. Nhân 1000 mà 10 mũ trừ 27 thì còn 10 mũ trừ mấy? Trừ 27 nhân 1000 lại ra trừ 26. Ông nào lại vừa 23 đấy? Nam Hải à? Được chưa? Thì ra 10 mũ trừ 24. 10 mũ trừ 24 mà trên này trừ 26 thì bỏ đi 2 số thì thành là 64,76. Chia cho 1,66 thì ra 39. Được chưa? Không tính phải biết kali 39 là gì đúng không? Tính kiểu gì chả phải ra 39, thế mới là gọi là tính đúng. Được chưa? Ok chưa? Đạt hiểu không? Trông ngào ngáo lắm. Thế mới bảo ngay từ 2 cái tuần trước với bọn em ấy, là lên trên lớp 10 ấy, thì kiến thức nó học tiếp chứ không học lại, mà nó mức độ khó hơn hẳn. Thành ra những cái bạn mà ví dụ như lớp 9 mà không học cái gì hóa hoặc lý chẳng hạn ấy, lên là ngộp kiến thức luôn. Đây bài đầu tiên đây. Đây là nội dung bài đầu tiên của sách giáo khoa luôn đấy nhá. Chứ nó không phải là ABC như cái lớp 8, lớp 9 em học đâu, vẫn còn oxit là gì, axit là gì vân vân đâu. Xong lại mở lớn có khi giáo viên lại cho các em mở cái bảng bao nhiêu trong sách giáo khoa ấy. Có nhiều đứa nó xé luôn cái trang đấy ra để tra bảng mở lớn đi. Không có chuyện đấy đâu. Gặp luôn các số lẻ quắc cả ra này. Đây, nhiều đồng chí còn khinh không thèm dùng máy tính đúng không? Nên nếu không chuẩn bị tâm lý trước bọn em bị ngộp kiến thức lớp 10 luôn. Mà lên trên lớp thì giáo viên cũng không đọc chép nữa. Không có chuyện đọc chép luôn. Đây vẫn còn nhắc. Không chép bài đi à, mà cứ viết vào đi. Bọn em phải học cái kiểu là gì? Nghe bài giảng của giáo viên, cái gì mình cảm thấy cần thiết và mình thấy hay thì mình tự ghi lại. Ngoài việc người ta phát tài liệu cho em rồi, em phải nhìn đấy. Mà giáo viên trên lớp thì người ta bám vào sách giáo khoa rất đầy đủ, ghi lý thuyết rất là chi tiết. Còn chủ yếu ở nhà, ở học ở ngoài người ta sẽ học thêm các cái mà không có trong sách hoặc các cái lưng cao hơn. Đấy. Vì trong chương trình không phải giáo viên trên lớp không dạy được, mà là trong chương trình người ta bị giới hạn thời gian và người ta bị giới hạn theo giáo án, có nghĩa là chỉ được phép dạy trong giáo án. Những cái bên ngoài mà dạy thì gọi là vượt chương trình, người ta không dám dạy, nên thường phải dạy thêm bên ngoài. Đấy. Được chưa? Phần này nhường cho bạn Hà nhé. Bán kính bán kiếc mà. Nhưng mọi người để ý này, mọi người nhìn bài 11. Đề đại học có nhá. Cho khối lượng riêng này. Đấy. Cho thể tích nụ rỗng này, khe rỗng mà. Vì quả cầu là không đặc nên người ta cho khối lượng riêng và cho thể tích vân vân, tính bán kính nguyên tử canxi theo lý thuyết. Được chưa? Nên ví dụ những đồng chí khá thì cứ làm thử. Những ai khá thì cứ làm thử nhá. Được chưa? Chú Phượng chẳng hạn, chú Trinh, Duy Anh ấy. Ok nhá. Còn khẳng định là Kim Liên mọi năm thầy dạy là có phải làm cái này. Còn Việt Ba Ngô thì hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do đáp án gì? C. Ok. Vì nó là hỏi hạt nhân, như vậy phải là C. Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng. Nguyên tử đặc trưng cơ bản bằng cái gì? Số khối và điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân này chính là số proton. Được chưa? Còn từ số khối và số proton thì suy ra được số neutron, còn số E thì bằng số V rồi. Câu này hơi vượt một chút vì bài 2 bọn em mới học đến khái niệm số khối. Câu 3, nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử. Đáp án có cùng số proton. Ví dụ hiđro 11, hiđro 12, hiđro 13, tất cả những thằng nào có cùng số 1 ở bên dưới này thì đều được gọi là hiđro. Được chưa? Hoặc là như clo 17, 35, clo 17, 37, cứ cùng số proton mà số proton là ký hiệu ở bên dưới thì được gọi là nguyên tố hóa học. Được chưa? Còn sau này người ta gọi hai chất này là đồng vị của nhau, ba chất trên này là đồng vị của nhau. Được chưa? Câu 4, khẳng định nào sai? Đáp án A,
hạt nhân nguyên tử được cấu tạo lên bởi, ok, nhìn thấy chữ E là thấy sai rồi, vì đây là hạt nhân. Hạt nhân chỉ proton và neutron thôi, đúng không? Câu 5, phát biểu sau đây không đúng. Nguyên tử có cấu trúc đặc hít, giải từ đặc hít này đúng không? Cái chân đi. Cấu tạo của nó là cấu tạo rỗng. Được chưa? Mọi người làm bài ấy phải gạch chân những cái từ mà mình thấy sai này, thì sau này mình ôn lại mình dễ. Chứ một thời gian sau bọn em quên kiến thức mà không biết tại sao mình chọn đáp án này. Câu 6, nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản? Đáp án à, C, ba loại hạt cơ bản là EPN mà đúng không? Vì người ta hỏi nguyên tử. Nếu người ta hỏi hạt nhân thì chỉ là gì? Hai thôi đúng không? Trong nguyên tử hạt mang điện là proton và electron, chính xác. Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là proton, ok. Lớp vỏ là electron mang điện âm, còn hạt nhân thì phải là proton mang điện dương. Câu 9. Khối lượng không đáng kể, electron, ok. Câu 10. So sánh khối lượng của E với khối lượng hạt nhân nguyên tử, nhận định nào sau đây đúng? Khối lượng E bằng khoảng 1 phần 1840 khối lượng của hạt nhân nguyên tử. Sai biết cái này là sai. Sai biết cái này là sai. Đây là có số cụ thể, sai biết là sai. Nhìn câu D đúng luôn. Thế nhưng mà câu A nó đúng rồi sao? Ai giải thích được tại sao câu A sai? Không. Gì? Người ta đã cho một, chẳng lẽ người ta cho số vu vơ 1840 à? Phải tính ra một số nào đó chứ đúng không? Thì em mới khẳng định được cái số này sai chứ. Thì bây giờ ta đọc BC trước nhá. Với ông kia ông bảo nhìn câu D thôi chọn luôn, không cần biết. A, khối lượng của E nhỏ hơn rất nhiều lần so với khối lượng nguyên hạt nhân nguyên tử. B đúng. Một cách gần đúng, trong các tính toán về khối lượng nguyên tử người ta bỏ qua khối lượng của các E. Đúng, ok. D, nhưng vấn đề là tại sao A sai? Khối lượng E là bao nhiêu? 9,1 x 10 mũ trừ 31. Khối lượng hạt nhân nguyên tử là bao nhiêu? M proton bằng bao nhiêu? 1,67 x 10 mũ trừ 27 kg đúng không? Đây ta còn chưa nhân với số proton, đúng chưa? Thông thường là gì? Số proton thì bằng số electron. Xong rồi hạt nhân thì phải cộng thêm số neutron đúng không? Đúng chưa? Ta chưa tính dãy số đấy, em bấm hai này đi xem bằng bao nhiêu. Lập tỷ số này xem có bằng 1 trên 1840 không? 1.000. Bởi sao? Nó gấp mấy nghìn lần đây? 10.000 lần cơ mà. Đúng không? Mới tính có 1 E với 1 proton đã gấp 10.000 lần rồi. Ở đây gấp có 1.800 lần, đã thấy vô lý chưa? Chưa kể là ta còn phải nhân với thêm số proton và số neutron nữa mà đúng không? Như vậy cái tỷ lệ này nó còn gấp hơn 10.000 lần rất nhiều lần. Vì ta còn chưa tính neutron vào mà đúng không? Mọi người hiểu không? Được chưa? Như vậy cái này là sai về cái tỷ số này. Ok chưa? Để 10 câu này phải hơi ít nhỉ, sau phải tăng lên, giống như hôm làm lý vậy.